Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhá. Hôm nay mình tiếp tục lại lên siêu phẩm chính Mỹ nữa. Chính Mỹ này là điều che nhá. Chào mừng chú bóng. Nhân châm vẫn chưa được gọi là đẹp cho lắm. Nên những cái vết châm này là không được cho đẹp. Sáo nghệ nhân tự quét nha. Nghệ nhân này. Nghệ nhân nó ngại nha. Quét lần đầu nha. Anh em test âm luôn, chưa sơn xiếc gì cả. Còi nha. Nghệ nhân nào. Chưa được nét thế nào. Đây, đuôi trên Mỹ đây. Nét thì thôi rồi. Diều không nét nhưng mà dái là phải nét này. Miệng thì uyên nhá. Mình lối dây chúng thả nhá. Thả nhắm nhá. Mới kêu áp hết. Nghệ nhân tôi làm anh em. Đóng khét luôn. Khét lần đầu nhá. Âm nó chưa được ngon lắm anh em thông cảm, miệng miếc nó không được đẹp. Quên chưa bảo anh em mà bộ này D35 5 chiếc nha. Diều chính Mỹ 1m9. Dái đan vải. Diều thú bóng 150 lên đường. Bộ sáo này thì 250 nha, lên đường luôn. Bỏ cả hiệu và sáo 500 anh em nhé. Vẫn nghịch lắm. Ra đây em. Chính Mỹ kênh phẳng. Chỉ có giái đã ưng. Tất chi là đẹp. Sao dây nó lên tới gió này. Đóng áp phết rồi nhỉ. Ta đi cho tất cả các bạn cùng nghe tháo. Vào trong mặt nhỉ. Ôi nó sắp chìm vào máy kìa. Trời chúng mình sắp mưa nhỉ. Đèn xì luôn. Lên nó ngon anh em nhá. Bây giờ mình buộc cái đi về nhá. Bộ
này hơi ăn nặng gió. Nên là gió hiện tại nó kêu. Mình chưa bỏ một ban đầu đi vào. Cọc ba cái diều. Xin chào và hẹn tất cả các bạn trong các video tiếp theo.